Iran nói Israel không chặn được 7 tên lửa siêu vượt âm 50% tên lửa đạn đạo Iran phóng vào Israel bị trục chặt rơi trên đường tập kích Thủ tướng Anh lên tiếng xác nhận quân đội nước này đã bắn hạ UAV của Iran tấn công vào lãnh thổ Israel G7 tố Iran làm gây bất ổn trong khu vực, Nga lập tức lên tiếng về vụ tấn công Nga công bố video binh sĩ tinh nhuệ Ukraine đầu hàng ở Donbass Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Vệ binh cách mạng hồi giáo Iran vừa qua phóng hơn 170 máy bay không người lái UAV, 120 tên lửa đạn đạo và 30 tên lửa hành trình nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel để đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự Iran tại Syria hồi đầu tháng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã cùng các đối tác đánh chặn thành công 99% vũ khí Iran được Iran sử dụng Tuyên bố này dường như nhằm thể hiện sức mạnh của lối phòng thủ đa tầng đang bảo vệ nước này trước những mối đe dọa đường không. Chuẩn tướng Israel Reem Aminoak nói với hãng truyền thông địa phương Inet News hôm 14 tháng 4 rằng Israel có thể đã phải tốn tới 1,3 tỷ đô la Mỹ tiền tên lửa phòng không và các nguyên liệu khác để đánh chặn mưa hỏa lực Iran. Ông Aminoak cho biết các tên lửa đánh chặn, nhiên liệu máy bay và các vật liệu khác được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran có giá từ 4 đến 5 tỷ shekel, tức là khoảng từ 1,06 đến 1,33 tỷ đô la Mỹ. Ước tính này chỉ bao gồm chi phí trực tiếp của Israel, không tính tới số lượng vũ khí đáng kể được Mỹ và các đồng minh khác sử dụng để giúp chống đỡ lại cuộc tấn công. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước Iran, Press TV đưa tin hôm 14 tháng 4 rằng không có tên lửa siêu vượt âm nào bắn về phía Israel trong vụ tấn công bị đánh chặn. Theo Press TV, có 7 tên lửa siêu vượt âm đã được phóng đi từ lãnh thổ Iran một số quả dường như tấn công vào căn cứ không quân Nevatim của Israel. Đây là một trong những sân bay lớn nhất của Israel và là căn cứ chính cho tiêm kích F-35. Tháng 5 năm ngoái, Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC tuyên bố Iran đã có tên lửa siêu vượt âm. Quan chức Iran nhấn mạnh tên lửa này có thể bay ở tốc độ Mach 12-15, nhanh gấp 12-15 lần tốc độ âm thanh, tương đương từ 14.800 đến 18.500 km một giờ. Theo ông, tên lửa này có thể cơ động cả trong và ngoài khí quyển và có khả năng tấn công hệ thống phòng không của đối phương. Sang đến tháng 6 cùng năm, Iran đã công bố tên lửa siêu thanh tự sản xuất đầu tiên có tên Fata. Theo Tasnim, đây là loại tên lửa hai tầng dẫn đường chính xác, có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 1.400 km với vận tốc Mach 13 khoảng 16.000 km một giờ. được trang bị đầu đạn có động cơ hình cầu, chạy bằng nhiên liệu rắn và mũi có thể di chuyển, cho phép tên lửa cơ động theo mọi hướng, cả trong và ngoài bầu khí quyển trái đất. Các quan chức Mỹ cho biết, khoảng 50% tên lửa đạn đạo Iran phóng vào Israel bị trục trặc khi bay và không tới mục tiêu đã định. Một quan chức Mỹ nói, tỷ lệ trục trặc này là quá lớn so với năng lực tên lửa đạn đạo vốn được tán dương của Iran. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran cho hay, nước này đã khai hỏa tên lửa đạn đạo tầm xa Emad và tên lửa hành trình Pave trong đòn tập kích. Emad chính là loại tên lửa đạn đạo mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC sử dụng trong cuộc diễn tập quy mô lớn mô phỏng đòn tấn công căn cứ không quân Panmachim của Israel hồi tháng 2. Bên cạnh đó, cuộc tấn công chưa từng có của Iran và Israel là phép thử lớn nhất đối với hệ thống phòng không được ca ngợi của Tel Aviv, buộc hệ thống này phải đáp trả với hàng loạt drone và tên lửa tấn công cùng lúc. Ông Ali Vaes, giám đốc dự án Iran của nhóm khủng hoảng quốc tế, đưa ra phân tích như sau về cách tấn công có bài bản của Iran. Các thiết bị không người lái, drone Di chuyển chậm nhằm mục đích gây nhiễu cho các hệ thống radar Israel, sau đó đảm bảo các tên lửa đi theo máy bay không người lái sẽ bắn trúng mục tiêu đã định của chúng. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thảo tin tình báo Mỹ và Israel nhận định, chiến thuật tấn công này có thể sẽ khiến hệ thống phòng không tối tân của Israel bị nhiễu, dọn đường cho tên lửa và drone lao đến với tốc độ từ trên cao và các hướng khác nhau. Samuel Bendes, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ nhận định, chiến thuật dùng UAV phối hợp với tên lửa của Iran tương tự cách Nga tập kích Ukraine. Theo ông Bennett, Iran sử dụng một số UAV chậm và kém tinh vi hơn so với những mẫu dùng động cơ phản lực đang có, dường như họ biết chúng sẽ bị phá hủy dễ dàng. Chiến thuật này buộc đối phương phóng tên lửa đắt tiền để chặn UAV giá rẻ và làm cạn kiệt năng lực phòng không của họ, giúp đợt tấn công kế tiếp bằng tên lửa trở nên dễ dàng hơn. Tom Karako, chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nhận định, Mối lo ngại ở đây là Israel đã khai hỏa rất nhiều, điều này liên quan đến vấn đề năng lực của họ. Lưới phòng không Israel có thể bị suy giảm năng lực sau khi khai hỏa rất nhiều để đánh chặn UAV tên lửa đạn đạo Iran. Dù vậy, cựu Đại tướng Kenneth McKenzie từng là lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Mỹ, Sencom, cũng cho rằng Iran đã tiêu tốn rất nhiều nguồn lực cho đợt tập kích, khiến họ khó có thể thực hiện hoạt động tương tự trong tương lai gần. Theo ông McKenzie, Iran bố trí hơn 3.000 tên lửa các loại khắp đất nước trong đó hơn 100 quả ở miền Tây có thể nhắm vào Israel. Ông McKenzie nói thêm rằng Tehran sẽ không thể có đủ nguồn lực để tiến hành trận tập kích tương tự như cuộc tấn công Israel vừa qua trong tương lai gần. Mỹ và các đồng minh phương Tây được cho là đã giúp Israel phòng thủ trước các cuộc không kích của Iran. Họ triển khai máy bay chiến đấu và các biện pháp phòng thủ khác để ngăn chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình trước khi chúng tiếp cận lãnh thổ Israel. Trong đó, các máy bay chiến đấu của Anh và Israel được cho là đã xuất kích để đánh chặn UAV của Iran trên bầu trời Jordani. Phi công Anh cất cánh từ đảo Ship sau khi các UAV của Iran được phóng đi tối hôm 13 tháng 4. Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin hơn 100 máy bay không người lái cảm tử của Iran đã bị lực lượng Mỹ-Anh ngăn chặn trước khi chúng tiếp cận không phận Tây Jerusalem. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói trong tuyên bố chỉ trích sự nguy hiểm và không cần thiết của Tehran rằng máy bay của không quân Hoàng gia Anh RAF đã bắn hạ UAV của Iran hướng về phía Israel. Nhà lãnh đạo Anh cảnh báo về hậu quả đối với sự ổn định trong khu vực là rất khôn lường nếu các UAV này của Iran nhắm mục tiêu thành công. Thủ tướng Sunak nhấn mạnh, nhờ nỗ lực phối hợp quốc tế, trong đó có Anh tham gia, gần như tất cả các tên lửa này đã bị đánh chặn, cứu sống người dân không chỉ ở Israel mà còn ở các nước láng giềng như Jordani. Ông Sunak cũng cho biết thêm rằng, Anh đã điều máy bay bổ sung tới khu vực Trung Đông như một phần của các hoạt động đang được tiến hành ở Iraq và Syria. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội các Thời chiến Israel Benny Gantz cho rằng Iran là vấn đề toàn cầu, là thách thức trong khu vực và cũng là hiểm họa với Israel. Ông Gantz khẳng định cuộc đối đầu giữa Israel và Iran chưa kết thúc và nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ xây dựng liên minh khu vực và khiến Iran phải trả giá theo cách thức và thời điểm phù hợp. Quan chức Israel nói thêm rằng Tel Aviv sẽ trở nên đoàn kết và mạnh mẽ hơn trước mối đe dọa từ bên ngoài ông cũng đề cập tình hình ở giải Gaza, cho rằng Israel vẫn cần phải tập trung vào mục tiêu đưa các con tin đang bị Hamas giam về nước, đảm bảo an ninh ở biên giới phía nam và bắc để người dân đã đi sơ tán có thể quay về. Ông Gantz có nhiều ảnh hưởng trong chính phủ Israel với vai trò là một trong ba thành viên của nội các thời chiến bên cạnh thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Đây là ủy ban được thành lập trong thời kỳ chiến tranh tại Israel để điều phối hoạt động chiến đấu một cách hiệu quả. Theo truyền thông Israel. Tuyên bố của ông Gantz cho thấy quan chức này không ủng hộ đáp trả Iran ngay lập tức. Theo CNN, vụ tấn công của Iran mới đây đã cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa đa lớp và chắc chắn Israel và đồng minh triển khai. Theo các giới chức Israel và Mỹ, hầu hết tất cả các tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mà Iran phóng vào lãnh thổ Israel đều bị đánh chặn và trượt mục tiêu. Phần lớn cuộc tấn công được tiến hành trực tiếp từ lãnh thổ Iran nhằm vào Israel trong khoảng 5 giờ. Tuy nhiên, Quân đội Israel cho biết 99% trong số hơn 300 tên lửa và UAV do Iran bắn đã bị Israel và các đối tác của nước này đánh chặn. Chỉ có một số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo chạm tới Israel. Ngoài ra, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết một số vũ khí phóng vào Israel được bắn từ Iraq và Yemen. Ông Daniel Hagari cho biết các tên lửa đạn đạo vươn tới Israel đã rơi xuống căn cứ không quân Netavim, miền nam Israel, đồng thời nhấn mạnh cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại nhẹ về cơ sở hạ tầng. Sau vụ việc, căn cứ vẫn hoạt động bình thường. Những bức ảnh do lực lượng không quân Israel công bố vào sáng sớm ngày 14 tháng 4 cho thấy các máy bay chiến đấu F-35 và F-15 đang quay trở lại căn cứ sau khi thực hiện đánh chặn và nhiệm vụ phòng thủ trên không thành công. Được biết, Israel vận hành một loạt hệ thống để ngăn chặn các cuộc tấn công từ mọi loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa bay thấp. Trong đó, hệ thống phòng không nổi tiếng nhất của Israel là vòm sắt, Iron Dome. Hệ thống này đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa do các nhóm vũ trang Palestine ở Gaza phóng vào Israel kể từ năm 2011. Tuy nhiên, Vòm Sắt được thiết kế để đối phó với tên lửa và máy bay không người lái ở phạm vi từ 4 đến 70 km và chỉ là một trong nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến được triển khai ở Israel. Năm 2017, Israel đã triển khai hệ thống đánh chặn tầm trung và tầm xa David Sling do tập đoàn Rafael Defense Industry của Israel và Raytheon Technologies có trụ sở tại Mỹ đồng phát triển. David Sling được thiết kế để phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cũng như máy bay không người lái ở phạm vi lên tới 200 km. Phạm vi này bao gồm cả Gaza cũng như miền Nam Liban, nơi có nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hezbollah được cho là có 150.000 tên lửa, trong đó có cả tên lửa dẫn đường chính xác. Israel cũng sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa Erao tiên tiến, bao gồm Erao 2 và Erao 3. Các nhà phát triển cho biết, hệ thống Erao có thể đánh chặn tên lửa phóng từ khoảng cách lên tới 2.400 km và có thể loại bỏ mục tiêu ngoài khí quyển trái đất. Quân đội Israel mới đây cũng thông báo phiên bản hải quân của vòm sắt, được gọi là Sidom, đã phá hủy thành công một máy bay không người lái thù địch do lực lượng Houthi ở Yemen phóng đi. Houthi cũng là một trong những nhóm được Iran hậu thuẫn. Quân đội Israel cũng đang thử nghiệm một hệ thống khác có tên Iron Beam, tia sắt, sử dụng tia laser để đánh chặn đạn bắn ở cự ly gần với chi phí thấp hơn vòng sắt. Tuy nhiên, theo dự kiến, phải đến nửa cuối năm 2025, Iron Beam mới đi vào hoạt động. Theo quân đội Israel, vòm sắt đã đánh chặn 90% tên lửa hướng tới các khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không khác chỉ mới được giới thiệu gần đây và không có dữ liệu về hiệu quả thực chiến của chúng. Quân đội Israel thừa nhận hệ thống phòng không của họ, bao gồm cả vòm sắt, có thể bị áp đảo nếu một số lượng lớn đạn được phóng cùng một lúc. Kể từ tháng 10 năm 2023, các máy bay không người lái cỡ nhỏ do Hezbollah và Houthi phóng đã có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Israel. Dù vậy, trong những năm gần đây, Israel đã ghi nhận một số màn thực chiến thành công của các hệ thống phòng không mới. Sau ít ngày tấn công cầm chừng, vừa qua, lực lượng Hezbollah tại Liban bất ngờ tăng cường tập kích tên lửa sang lãnh thổ Israel. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội sang các vị trí của Hezbollah ở miền nam Liban. Trong thông báo, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 40 quả tên lửa từ lãnh thổ Liban về phía vùng thượng Galilee thuộc miền bắc Israel. Đây là một trong những đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah sang lãnh thổ Israel trong tháng 4 này thời điểm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng giữa Israel và Iran, đồng minh số một của Hezbollah. Lực lượng Hezbollah đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tập kích với mục tiêu là một trận địa pháo của quân đội Israel. Tuy nhiên, Hezbollah không cho biết số lượng tên lửa đã bắn sang Israel, cũng như đợt tấn công này có nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria vừa qua hay không. Trước đó, Hezbollah tuyên bố sẽ sát cánh cùng Iran, giáng trả cuộc tấn công của Israel. IDF khẳng định một số quả tên lửa đã bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ. Số còn lại chủ yếu rơi xuống các khu vực chống trải và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Quân đội Israel đã đáp trả bằng một loạt các cuộc không kích và pháo kích vào các địa điểm khởi phát cuộc tấn công, cùng nhiều mục tiêu khác của Hezbollah ở miền nam Liban. Trước động thái của Hezbollah, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 14 tháng 4 thông báo, không quân Israel đã tấn công một cơ sở sản xuất vũ khí quan trọng của tổ chức Hezbollah ở khu vực Nabishid nằm sâu trong lãnh thổ Liban. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Israel IDF sử dụng máy bay chiến đấu tấn công một cơ sở sản xuất vũ khí của Hezbollah ở khu vực Nabishit, gần thành phố Baalbek, đông bắc Liban. Ngoài ra, IDF còn ném bom một số cơ sở quân sự của Hezbollah ở khu vực Ziba ở miền nam Liban, cũng như cơ sở hạ tầng và tiền đồn của nhóm ở khu vực khác. Trước đó, truyền thông Ả Rập đồng loạt cho biết, Israel được cho rằng có thể phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban trong khoảng thời gian cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm nay, nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban. Dẫn lại một số nguồn tin Mỹ, các nguồn tin Ả Rập nói rằng một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng đồng tình với nhận định này của giới chức tình báo. Trong đó, một quan chức cấp cao khẳng định chính quyền Mỹ đang hành động dựa trên giả định cuộc tấn công của Israel vào Liban sẽ diễn ra trong ít tháng nữa. Theo quan chức này, khả năng nổ ra cuộc tấn công là khá rõ ràng. Nhận định về khả năng Israel tấn công bộ binh vào Liban được giới chức Mỹ đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh qua biên giới diễn ra gần như hàng ngày giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 4 diễn ra theo yêu cầu của Tel Aviv sau khi Iran mở cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Edan kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động và lên án hành vi của Iran. Ông Edan cho biết Iran phải bị ngăn chặn trước khi đẩy thế giới đến điểm không thể quay lại đến một cuộc chiến tranh khu vực có thể leo thang thành chiến tranh thế giới. Ông Edan cáo buộc Iran đang tìm cách thống trị thế giới và cuộc tấn công của nước này chứng tỏ rằng Tehran không quan tâm gì đến Hồi giáo hay người Hồi giáo. Trước khi rút một chiếc máy tính bảng ra, chiếu đoạn video quay cảnh Israel chặn máy bay không người lái của Iran phía trên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của Jerusalem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người đạo hồi. Ông Edan nói thêm rằng cảnh cáo không còn là lựa chọn nữa. Bây giờ lựa chọn duy nhất là lên án Iran và sử dụng mọi biện pháp cần thiết để khiến họ phải trả giá đắt cho những tội ác khủng khiếp của mình. Đồng quan điểm với phía Israel, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood đã yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Iran một cách dứt khoát, đồng thời cảnh báo nếu Tehran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ triển khai hành động chống lại Mỹ hoặc thực hiện thêm hành động chống lại Israel, Iran sẽ phải chịu trách nhiệm. Đáp lại, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Said Iravani tuyên bố nước này đang thực hiện quyền tự vệ vốn có khi tiến hành cuộc tập kích Israel. Ông Iravani cho rằng Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế khi để xảy ra cuộc tấn kích tòa lãnh sự trong khu sứ quán Iran ở Syria. Ông Iravani nói, Tehran không có lựa chọn nào khác ngoài đáp trả. Thêm rằng, Iran không tìm cách làm gia tăng căng thẳng hay chiến tranh, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động xâm lược nào. Ông Iravani cũng cho biết, hành động của Iran là cần thiết và phù hợp, đồng thời nhấn mạnh sẽ tái khẳng định quyền tự vệ của nước này dù không có ý định tham gia xung đột với Mỹ. Ông cảnh báo, nếu Mỹ bắt đầu hành động quân sự chống lại Iran nhằm vào công dân, an ninh và lợi ích của Iran, chúng tôi sẽ sử dụng quyền vốn có của mình để đáp trả một cách tương xứng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian để thảo luận về tình hình Trung Đông. Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng đã lưu ý rằng các hành động thách thức nguy hiểm mới có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Bộ trên nêu rõ, việc ngăn chặn những kịch bản như vậy và loại bỏ nguyên nhân của chúng phải nhận được sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt trong Hội đồng Bảo an. Ông Lavrov và ông Amir Abdullahian cũng khẳng định quan điểm ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel đánh dấu lần đầu tiên Iran trực tiếp tấn công Israel. Hành động này cũng đồng thời chấm dứt giai đoạn dài thể hiện sự thu địch thông qua các lực lượng ủy nhiệm giữa hai nước. Đây cũng là diễn biến mới nhất trong những bước gia tăng căng thẳng gần đây tại khu vực Trung Đông bắt đầu từ việc Israel mở đợt tấn công nhằm vào tổ chức Hồi giáo Hamas ở giải Gaza cho tới việc Iran cáo buộc Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria. Trong một tuyên bố mới đây, tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bakri cho biết cuộc tấn công của Iran đã đạt được tất cả mục tiêu đề ra và nước này không có kế hoạch hành động thêm nữa nếu Israel không trả đũa. Tuyên bố này đồng nghĩa Iran sẽ không tiếp tục tấn công Israel cho đến khi có diễn biến căng thẳng mới. Nói cách khác, hành động đáp trả của Iran đã kết thúc, không còn nguy cơ đe dọa trong ngắn hạn. Trong khi đó, trận tập kích của Iran gây thiệt hại không đáng kể cho Israel. Giới chức Iran chỉ ghi nhận thiệt hại rất nhỏ khi tên lửa Iran lao xuống căn cứ không quân ở sa mạc Negev. Nhà nghiên cứu địa chính trị Ian Bramer, sáng lập viên tổ chức tư vấn chính sách Eurasia Group, bình luận trên mạng xã hội X rằng Iran dường như đã cố tình thiết kế chiến dịch tập kích sao cho nó dễ dàng bị chặn đứng, chủ yếu chỉ gửi thông điệp gian đe và đưa cục diện trở về trạng thái ban đầu. Về phía Israel, thời báo Israel dẫn nguồn tin quan chức nước này cho biết vẫn chưa có quyết định sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran hay không và sẽ đáp trả như thế nào. Đây là vấn đề được thảo luận tại cuộc họp của nội các chiến tranh Israel. Trước đó, chính phủ Israel đã trao toàn quyền cho nội các chiến tranh chọn phương án đáp trả phù hợp nội các chiến tranh Israel gồm Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan cùng thủ lĩnh đối lập Benny Gantz. Israel thiết lập cơ chế này hồi tháng 10 năm 2023 gồm các quan chức chủ chốt hoạch định chiến lược thời chiến. Sau cuộc đột kích lãnh thổ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, Julian Boger, cây bút bình luận quan hệ quốc tế của Guardian nhận định ba cá nhân xem nhau là đối thủ gai góc sẽ định đoạt động thái tiếp theo của Israel nắm trong tay vận mệnh của cả khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel và trực tiếp hỗ trợ Israel phòng thủ trước đòn tập kích của Iran đang kêu gọi Tel Aviv đáp trả kiềm chế. Iran dường như cũng kỳ vọng Israel sẽ phản ứng theo cách này. Họ liên tục nhấn mạnh thông điệp rằng vấn đề liên quan đến vụ tập kích của Israel nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Damascus đã kết thúc. Hay chiến dịch lời hứa đích thực đã hoàn thành mọi nhiệm vụ và không cần thêm hành động nào từ phía Iran. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại nội các chiến tranh của Israel dưới sức ép từ phe cực hữu có tư tưởng cứng rắn sẽ tận dụng cơ hội này để quyết định tung đòn đáp trả vào Iran, đặc biệt là các cơ sở hạt nhân của nước này vốn từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt Tel Aviv. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ hiểu rằng ông Netanyahu sẽ hưởng lợi chính trị nếu giữ Israel lún sâu trong vòng xoáy xung đột. Áp lực từ các cuộc xung đột đảm bảo liên minh cầm quyền trụ vững và trì hoãn tổ chức cuộc bầu cử mới. Theo giới chuyên gia, có hai kịch bản có thể được đưa ra. Trong kịch bản tốt nhất, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần như chắc chắn sẽ đáp trả Iran và thực hiện các bước tấn công nhằm vào các mục tiêu của quốc gia hồi giáo này theo hướng có kiềm chế và sẽ không dẫn đến một phản ứng đáng kể nào khác của Iran. Trong trường hợp xấu nhất, phản ứng của Israel sẽ rất dữ dội và bao gồm việc bắn phá các địa điểm quan trọng của Iran. Điều này sẽ dẫn đến phản ứng trả đũa tiếp theo của Iran. Mọi việc diễn ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc các bên đánh giá ra sao về mức độ thành công của cuộc tấn công. Hiện chưa rõ Israel sẽ phản ứng như thế nào, kết quả sẽ có sau cuộc họp nội các chiến tranh Israel. Tuy nhiên, theo đánh giá của trung tâm nghiên cứu Atlantic Council, Mỹ có những tín hiệu cho thấy khả năng dẫn tới chiến tranh khu vực là khá thấp. Vài giờ sau khi phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel, thông báo trên mạng xã hội X sáng sớm ngày 14 tháng 4, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định đòn tấn công trả đũa cho cuộc không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 đã kết thúc. Tuy nhiên, thông điệp đồng thời nêu rõ nếu Israel tiếp tục phạm sai lầm, đòn giáng trả tiếp theo của Iran sẽ thảm khốc hơn. Bên cạnh đó, phái bộ Iran cũng cảnh báo Mỹ tránh xa cuộc xung đột hiện nay. Trước đó, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel IDF, lúc 23 giờ ngày 13 tháng 4 thông báo Iran phóng 100 máy bay không người lái UAV kiểu xa đẩy hai nước đến bờ vực xung đột toàn diện sau hơn một thập kỷ căng thẳng. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, chiến dịch được tiến hành với sự phê chuẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao dưới sự giám sát của Bộ Tổng Tham mưu. Vài phút sau khi Iran phát động đợt tấn công, tài khoản X của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đăng lại thông điệp: "Chế độ Israel phải bị trừng phạt". Coi báo động và những tiếng nổ lớn sau đó vang lên khắp miền Bắc và miền Nam Israel, cũng như ở Jerusalem và nhiều thị trấn phía Bắc bờ Tây, dường như là hệ thống phòng không Israel đã bắt đầu khai hỏa đánh chặn. Hệ thống vòng sát cùng các tổ hợp phòng không khác đã được kích hoạt và bắn hạ UAV Iran tại nhiều địa điểm, trong đó có Tel Aviv, Jerusalem, Beersheba, vùng Hanaton ở phía Bắc Israel và Safed gần cao nguyên Golan. Tại Tehran, sau khi tin tức về cuộc tấn công được công bố, hàng trăm người đã tụ tập ở quảng trường Palestine, mang theo cờ và hô khẩu hiệu, thắng lợi của Thượng Đế đã đến rất gần. Bên cạnh đó, khi phát động cuộc tấn công này, Iran đã gửi lời cảnh báo tới các bên ủng hộ Israel rằng đây là xung đột giữa Iran và Israel và Mỹ phải tránh xa. Ngoài ra, hãng thông tấn FAS của Iran dẫn lời một nguồn quân sự đưa tin nước này đang theo dõi bất cứ hành động ủng hộ nào của Jordani dành cho Israel trong đợt tấn công này và cảnh báo Jordani có thể trở thành mục tiêu kế tiếp. Reuters dẫn các nguồn tin an ninh khu vực cho hay, các máy bay chiến đấu của Jordani đã ngăn chặn và bắn hạ hàng chục máy bay không người lái UAV của Iran tại miền Bắc và miền Trung nước này khi các UAV bay đến Israel. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ariane Watson trích lời Tổng thống Joe Biden tuyên bố sự ủng hộ của Mỹ dành cho an ninh của Israel là vững chắc. Bà Watson nhấn mạnh Mỹ sẽ đồng hành với người dân Israel và ủng hộ họ phòng thủ trước những mối đe dọa từ Iran. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng lên tiếng rằng Mỹ phải thể hiện quyết tâm ủng hộ đồng minh quan trọng Israel trong lúc nước này đối diện cuộc tấn công từ Iran. Ông khẳng định Israel sẽ không đơn độc trong việc này. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Steve Scalise cũng cho hay, Hạ viện sẽ thay đổi lịch trình để xem xét dự luật ủng hộ Israel và buộc Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công vô cớ này. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công của Iran, gọi đây là hành động gia tăng nghiêm trọng và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa tránh nguy cơ dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận tại Trung Đông. Liên minh châu Âu EU và nhiều nước thành viên NATO như Canada, Hà Lan, Đan Mạch cũng bày tỏ quan ngại và lên án hành động của Iran. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lên án mạnh mẽ nhất cuộc tấn công liều lĩnh của chế độ Iran nhắm vào Israel. Nhà lãnh đạo cho rằng hành động này có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng và gây bất ổn khu vực. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng lên án mạnh mẽ hành động của Iran và yêu cầu quốc gia hồi giáo này cùng các nhóm ủy nhiệm phải chấm dứt ngay lập tức việc này. bà khẳng định sự đoàn kết của Đức dành cho Israel vào thời điểm này. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné lên án mạnh mẽ nhất cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel và chỉ trích Tehran đang có một bước đi mới trong chuỗi hành động gây bất ổn, chấp nhận nguy cơ gia tăng quân sự. Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA đưa tin. Tàu container tên là MSC Aris đã bị đặc nhiệm của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC bắt trong chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng gần eo biển Hormuz. Tàu đã được chuyển hướng vào lãnh hải Iran. IRNA đăng video có hình ảnh trực thăng của IRGC bay phía trên MSC Aris, cờ Bồ Đào Nha để lực lượng đặc nhiệm đu dây xuống. Ngoại trưởng Israel Israel Kass chỉ trích hành động tấn công của Iran vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Tehran. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh UKMTO trước đó thông báo một tàu hàng đã bị chính quyền khu vực bắt ở vùng biển giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Iran. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Iran-Israel gia tăng sau vụ đại sứ quán của Tehran ở Damas, Syria bị tập kích. Tư lệnh nhánh tác chiến trên biển của IRGC Alireza Tang Syria tuyên bố Iran coi Israel hiện diện tại UAE là mối đe dọa và có thể phong tỏa eo biển Hormuz. Ở diễn biến liên quan khác, giới chức Mỹ nói với truyền thông rằng Tehran có thể nhằm mục tiêu vào các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Israel bằng hơn 100 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Damas, Syria. Theo các nhà quan sát quân sự, các chuyên gia vũ khí của Iran đã thiết kế tới hơn 50 loại máy bay không người lái UAV khác nhau, trong đó có 5 loại UAV được đánh giá nhiều khả năng sẽ được Iran sử dụng nhất. Shahed-136 là một thiết kế máy bay không người lái cánh tam giác độc đáo, đơn giản và chi phí thấp do Công ty Công nghiệp Sản xuất Máy bay Iran và Tập đoàn Hàng không Sahed chuyên sản xuất UAV và trực thăng quân sự phối hợp chế tạo. Mohaj-10 là một trong số các thiết kế máy bay không người lái mới nhất trong kho vũ khí của Iran. UAV ra mắt vào năm 2023, được thiết kế để giám sát, tấn công tầm xa, tác chiến điện tử và chiếm ưu thế trên không. Aras-2 được Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran sản xuất. Đây là mẫu UAV tấn công được trang bị động cơ cánh quạt với tầm hoạt động khoảng 2.000 km, có thể đạt tốc độ tối đa 185 km một giờ với tầm bay 3.600 km. Kara là một dòng máy bay không người lái linh hoạt, chạy bằng động cơ phản lực, được thiết kế để tấn công các mục tiêu phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương. Kaman-22 là mẫu UAV chiến đấu tầm siêu xa do không quân Hồi giáo Iran phát triển và sản xuất. Ra mắt lần đầu vào năm 2021, máy bay không người lái này được đánh giá cao khi trở thành UAV tấn công thân rộng đầu tiên của Iran, có tầm hoạt động lên tới 3.000 km, thời gian bay 24 giờ, trần bay 8.000 m và trọng tải vũ khí mang theo 300 kg. Italia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G7, hôm 14 tháng 4 đã triệu tập một cuộc họp của những người đứng đầu nhóm, gồm nguyên thủ các nước Mỹ, Canada, Italia, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và lãnh đạo Liên minh châu Âu EU. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ có phản ứng phối hợp ngoại giao đối với vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa chưa từng có của Iran nhằm vào Israel dạng sáng cùng ngày. Tuyên bố của Italia nêu rõ, với hành động của mình, Iran đã tiến sâu hơn tới việc gây bất ổn trong khu vực và có nguy cơ gây ra sự mất kiểm soát trong khu vực. Điều này cần phải tránh. Theo Reuters, trong cuộc họp video trực tuyến kéo dài gần một giờ đồng hồ, các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi Iran kiềm chế. Trích tuyên bố của G7, với tinh thần này, chúng tôi yêu cầu Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ ngừng các vụ tập kích. Chúng tôi hiện sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo và đáp trả những sáng kiến gây bất ổn hơn nữa. Nhóm cũng cam kết nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững ở giải Gaza sau hơn 6 tháng xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào hôm 14 tháng 4, tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố nước này không tìm kiếm chiến tranh, sau cuộc tấn công của Iran và sự cân bằng là cần thiết trong tình huống này. Ông Herzog tiết lộ thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo thế giới và thảo luận thân mật với các đồng minh nhằm ứng phó với hành động của Iran. Ông Herzog nhấn mạnh: "Chúng tôi đang xem xét tất cả. Chúng tôi đang hành động một cách tỉnh táo và sáng suốt." Tôi nghĩ chúng tôi đang ứng xử một cách rất tập trung và có trách nhiệm. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có quyết định phù hợp để bảo vệ người dân Israel. Cùng ngày chính quyền Nga đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có. Bộ ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng chúng tôi đang trông cậy vào các quốc gia trong khu vực nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Moscow bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng nguy hiểm mới nhất trong khu vực. Nước này cũng cho biết đã nhiều lần cảnh báo rằng việc thiếu giải pháp cho nhiều cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, chủ yếu là khu vực xung đột Palestine-Israel, sẽ càng làm gia tăng bất ổn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại tuyên bố lên án quyết liệt về cuộc tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có cả tướng cấp cao của Iran. Theo chuyên gia quân sự Ern Rasmussen, sự căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa Israel Iran ở Trung Đông có thể sẽ đẩy nhanh việc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine. Ông Rasmussen nói, gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine sẽ sớm được thông qua và tình hình ở Trung Đông càng thúc đẩy điều này. Tuy nhiên tôi không chắc chắn về số lượng hoặc chi tiết của gói viện trợ này. Ông Rasmussen chỉ ra rằng cuộc tấn công của Israel và Đại sứ quán Iran ở Damas đã kích động căng thẳng, đồng thời cho rằng Tel Aviv đang phát động một cuộc chiến chống lại Tehran. Ông Rasmussen nói thêm, Tehran đã bị đặt vào tình thế cần phải đáp trả. Câu hỏi đặt ra là liệu Israel sẽ rút ra bài học hay căng thẳng trở lại và phản ứng của Mỹ đối với tình hình hiện tại thế nào? Mỹ có tiếp tục hỗ trợ Israel và kéo toàn bộ khu vực vào xung đột hay không. Ông Rasmussen nói thêm, trước đó, gói viện trợ quân sự bổ sung cho Israel và Ukraine trị giá hơn 95 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất bị tạm hoãn khi không nhận được sự ủng hộ từ Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Trong gói viện trợ trên, 60 tỷ đô la Mỹ sẽ được phân phối cho Ukraine, còn Israel sẽ nhận được 14 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ thay đổi sau khi Iran tấn công Israel vào tối ngày 13 tháng 4. Theo một người phát ngôn của quân đội Israel, Iran đã thực hiện vụ tấn công bằng 200 máy bay không người lái và tên lửa. Vụ việc nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại Syria cách đây 2 tuần mà Iran cho rằng Israel đã thực hiện. Các vụ việc này đánh dấu sự nguy hiểm mới tại Trung Đông trong bối cảnh trào lửa này đang nóng lên từng ngày. Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel và trực tiếp hỗ trợ Israel phòng thủ trước đòn tập kích của Iran, đang kêu gọi Tel Aviv đáp trả kiềm chế. Truyền thông Mỹ tiết lộ Tổng thống Joe Biden phản đối Israel trả đũa quân sự nhằm vào Iran bởi ông tin rằng việc nước này đánh chặn 99% số UAV tên lửa đối phương đã là chiến thắng. Hiện nay, các nhà lãnh đạo Israel và Mỹ cần phải cân nhắc các rủi ro và những gì thu được nếu Israel tiến hành phản kích. Trong trường hợp kế hoạch phản kích được thông qua, họ sẽ phải xác định tiếp liệu họ sẽ chịu đựng được tình huống nguy hiểm trong bao lâu. Đây không phải là kịch bản chi phí thấp đối với Mỹ. Hiện có hàng chục nghìn quân Mỹ đóng ở Trung Đông, từ Syria và Iraq cho đến Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tất cả các quân nhân này đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran và những lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nếu xung đột lan rộng, các căn cứ quân sự Mỹ sẽ là mục tiêu hấp dẫn cho phía Iran. Khi ấy, Mỹ có thể không đủ hệ thống phòng không để bắn rơi các cỏ đạn lao về họ từ nhiều hướng. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho hay một đơn vị lính dù Ukraine gồm 9 người đã hạ vũ khí gần Vodianoi trong khu vực Adipka chấp nhận đầu hàng quân đội Nga tại đây theo Bộ Quốc phòng Nga, những lính dù Ukraine này thuộc Lữ đoàn Không vận độc lập số 25 tinh nhuệ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết những tù binh Ukraine này nói rằng họ không nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp và không có lực lượng tăng viện trong thời gian dài dù họ rất cần. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã cung cấp một kênh liên lạc đặc biệt trên tần số vô tuyến điện 149.200 dành riêng cho các binh sĩ Ukraine muốn hạ vũ khí trước quân đội Nga. Theo đó, những binh sĩ Ukraine dùng kênh này có thể được phía Nga định vị và tiếp nhận an toàn, tránh việc lực lượng Ukraine phải mạo hiểm mạng sống khi đi qua các bãi mìn để tới chiến tuyến Nga. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo FSB đã cùng Bộ Quốc phòng chặn đứng cuộc đổ bộ của các nhóm phá hoại thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine lên đảo Tendrovskaya ở vùng Kherson. Video quay bằng camera ảnh nhiệt do FSB chia sẻ cho thấy drone Nga thả đầu nổ xuống một chiếc xuồng đứng yên trên mặt nước, tạo ra vụ nổ lớn. Trong diễn biến khác, sau khi Iran tấn công Israel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho các đồng minh, bao gồm cả đất nước của ông. Theo báo Pravda của Ukraine, ông Zelensky đã lên án việc Iran dùng máy bay không người lái UAV và tên lửa tập kích lãnh thổ Israel lúc dạng sáng ngày 14 tháng 4. Người đứng đầu Kiev nhấn mạnh các cuộc thảo luận không giúp ngăn chặn UAV hay tên lửa ở Trung Đông hay châu Âu. Ông Zelensky viết trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X rằng chỉ có sự hỗ trợ hữu hình mới có thể thực hiện được điều này. Chúng tôi đang chờ đợi sự giúp đỡ. Chúng tôi cần phải tăng cường an ninh và kiên quyết đẩy lùi những kẻ tìm cách biến hành động nguy hiểm thành việc bình thường mới. Điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải thực hiện các bước thích hợp để củng cố các đồng minh của Washington vào thời điểm quan trọng này ông Zelensky lặp lại lời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn một dự luật cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho cả Ukraine và Israel. Dự luật này hiện vẫn bị đình trệ ở Quốc hội Mỹ do bất đồng giữa phe Cộng hòa và chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky vừa qua cho biết, sau khi tới thăm lực lượng phòng thủ ở thành phố Chashopya, tại tỉnh miền đông Donetsk, nhiều biện pháp đã được tiến hành nhằm nâng cao đáng kể sức chiến đấu của các lữ đoàn thông qua việc cung cấp thêm đạn dược, thiết bị không người lái, drone và hệ thống tác chiến điện tử. Tư lệnh Ukraine trước đó thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông đang rất khó khăn với Kiev, thêm rằng lực lượng Nga đang triển khai hàng chục xe tăng nhằm xuyên phá phòng tuyến của nước này ở phía tây bắc Mút và Adipka. Theo Zizky, lực lượng Nga đang dồn lực nhằm phá vỡ phòng tuyến Ukraine ở phía tây bắc Mút, thành phố chiến lược mà Moscow kiểm soát tháng 5 năm 2023 với mục tiêu là chiếm được Chashopya. Tư lệnh Ukraine nói giới lãnh đạo quân sự Nga đã đặt ra thời hạn chót để chiếm Chashopya là ngày 9 tháng 5, thời điểm Nga tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít hàng năm. Ông Sitsky cảnh báo kiểm soát Chashopya sẽ tạo điều kiện để Nga có thể tiến xa hơn về phía thành phố Kramatos, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn giữ ở vùng Donbass và các khu vực lân cận. Chashopya nơi đã trở thành trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi quân đội Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến thành phố này. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lớn vào hàng loạt vị trí của Ukraine ở Chashovya. Nga đã giành được chỗ đứng trong khu vực kênh đào, đồng thời đang phát triển đều ở cả hai bên sườn và dần dần bao vây thành phố theo hình bán nguyệt. Với chiến thuật tiền bom hậu pháo, Nga dồn dập dáng đòn hỏa lực sấm sét không ngừng nghỉ và các vị trí của đối phương. Thành phố Chashopya đang ầm ầm rung chuyển, khói lửa mù mịt. Một khi chiến trường đã được làm mềm, lực lượng lính dù tinh nhuệ sẽ phối hợp với bộ binh và cơ giới ảo ạt tấn công. Mọi thứ đều chỉ ra rằng cuộc tấn công Chashopya sắp đến thời khắc quyết định. Chashopya nằm cách Bakhmut 4,3 dặm về phía tây. Được biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Nếu Nga kiểm soát được khu vực này, sẽ mở ra con đường tới thành phố còn lại ở Donbass là Gramatos Slavians Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sisky thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông đang trở nên tồi tệ hơn một cách đáng kể, trong khi Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng ở Donetsk. Kênh Griba đưa tin Nga đã hoàn toàn kiểm soát Berichy ở vùng Donetsk, tuyến phòng ngự lâm thời mà Kiev thiết lập sau khi tháo chạy khỏi Adipka chính thức sụp đổ. Berichy đã hoàn toàn thất thủ, Nga chính thức đập tan ý định giành một chiến thắng danh dự của Ukraine tại Adipka sau khi tiến hành phản công dữ dội. Đã có lúc Nga chỉ còn giữ 10% bdci nhưng cuối cùng lực lượng Moscow đã lội ngược dòng thành công. Kiev đã đổ vào đây những đơn vị tình nguyện nhất như xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley, những vũ khí tốt nhất của Mỹ và kết cục đã bị đánh bại hoàn toàn và nhận về một tổn thất cực lớn về người và thiết bị. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang vây đánh khu định cư Novokalinov và đạt được nhiều tiến triển. Tại Semen họ vẫn đang quyết chiến với Ukraine ở khu vực trung tâm. Pháo và bom hạng nặng vẫn liên tục được thả xuống ngày đêm. Một vùng lãnh thổ lớn nằm giữa Tonenke và Vodian đã được Nga kiểm soát. Bom đã được ném xuống Umanske và Jasnobronivka. Họ đang tiến rất gần phòng tuyến tiếp theo của Ukraine đặt dọc theo con sông Duna. Mặt khác, theo tướng Sisky, quân đội Nga cũng đang tiến công mạnh mẽ trên các mặt trận Liman và Bakhmut với các nhóm biệt kích được hỗ trợ bởi xe bọc thép trên mặt trận Pokrovsk, lực lượng nga đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine bằng cách sử dụng hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Ông Sisiky cho biết quân đội nga làm được điều này là do thời tiết khô giáo nên xe tăng có thể tiếp cận hầu hết các khu vực. tờ Financial Times mới đây đưa tin nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Các quan chức ở Kiev cũng lo ngại rằng Moscow có thể đang lên kế hoạch tấn công Kharkov thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở phía đông bắc. Họ đang huy động hàng trăm nghìn lực lượng và chuẩn bị tấn công thành phố bằng tên lửa. Tướng Sisky cho rằng quân Nga tổn thất nặng trong quá trình tấn công ở miền đông, nhưng đồng thời thừa nhận đối phương cũng giành được một số kiểm soát về mặt chiến thuật. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 4 đăng video pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của nước này di chuyển về phía thành phố Kupiansk tại tỉnh Kharkov. Khẩu pháo sau đó dừng lại giữa đường và liên tục khai hỏa. Đoạn sau của video được quay bằng máy bay không người lái UAV, trinh sát trang bị camera ảnh nhiệt, cho thấy các quả đạn rơi xuống cứ điểm của lực lượng Ukraine, tạo ra các vụ nổ lớn có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổ vận hành pháo TOS-1A đã phá hủy các cứ điểm, nhân lực và thiết giáp của đối phương ở khoảng cách hơn 5 km. Anmas, thành viên tổ điều khiển pháo TOS-1A cho biết, họ nhắm chính xác vị trí lực lượng Ukraine nhờ được UAV chỉ thị mục tiêu thêm rằng đã thực hiện tổng cộng 2 vụ tập kích trong ngày. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Được mệnh danh là pháo phun lửa, pháo phản lực TOS-1 được phát triển từ thời Liên Xô với khả năng khai hỏa đạn nhiệt áp, có nhiệm vụ diệt bộ binh, các loại khí tài và công trình, bao gồm cả công sự kiên cố. Lực lượng Ukraine gần đây cũng tăng cường sử dụng vũ khí nhiệt áp chống lại lực lượng Nga. Lữ đoàn cơ giới số 28 Ukraine đầu tháng này đã đăng video triển khai drone mang đầu đạn nhiệt áp tập kích ngôi nhà mà binh sĩ Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk, khiến công trình sụp đổ trong chớp mắt. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh tác chiến của phá phản lực nhiệt áp TOS-1A Sonsepec. Sau khi binh sĩ Nga nạp đạn và khai hỏa, đoạn video cho thấy các mục tiêu của Ukraine ở bờ phải sông Dnieper nổ tung. Thách thức lớn nhất của Ukraine là tác chiến trong điều kiện vượt sông khi Nga đã tập hợp hỏa lực xuống khu vực này, không ngừng bắn pháo vào các vị trí của Ukraine cả ở bờ phải và bờ trái con sông. Trong thời gian qua, các hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga đã thể hiện uy lực trên chiến trường khi phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố của Ukraine. Nga sử dụng đạn nhiệt áp trong nhiệm vụ tập kích vì loại đạn này có thể gây ra sức công phá lớn với mục tiêu kiên cố của đối phương. Tuy nhiên, vào hồi tháng 1, lực lượng đặc nhiệm Ukraine SOF đã đăng lên Telegram video phá phun lửa TOS-1A Sonsepec của Nga bị tập kích khi ẩn nấp trong khu rừng ở mặt trận phía Nam. Trong video, máy bay không người lái UAV trinh sát của đặc nhiệm Ukraine phát hiện tổ hợp pháo TOS-1A dưới tán cây. UAV sau đó chuyển tọa độ mục tiêu cho trung tâm chỉ huy để triển khai đòn tập kích. Đòn đánh đã tạo ra nhiều vụ nổ nhỏ và kết thúc bằng một vụ nổ lớn cùng một cột khói hình đấm bay lên bầu trời. Đây là hình ảnh đặc trưng khi đạn nhiệt áp của pháo TOS-1A bị kích hoạt. Đoạn video dài 10 giây cho thấy máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Nga đã lao về phía phương tiện trên. Theo báo cáo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tác chiến trung tâm đã đạt được những bước tiến chiến thuật và đẩy lùi 8 cuộc phản công của các lực lượng Ukraine gần làng Pervomaiskoye, Nova Kalinovo, Novo Bamutoka, Umanskoye và Bedechi. Các lực lượng của Nga đang tiến công ổn định gần Adipka kể từ khi giành được thành phố chiến lược ở phía bắc Donetsk này vào giữa tháng 2 năm 2024. Kiev đã cố gắng giữ phòng tuyến bằng cách triển khai các đội hình trong đó có lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ được trang bị các phương tiện từ Mỹ. Washington đã cung cấp ít nhất 186 phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine với nhiều phương tiện đã tổn thất trong cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái, trong đó có một phương tiện bị Nga thu giữ. Xe chiến đấu bộ binh Bradley thường được sử dụng trong chiến thuật phối hợp các lực lượng. Theo đó, các đơn vị bộ binh, pháo binh và không quân phối hợp để bảo vệ nhau và gây ra tổn thất tối đa cho đối phương. Mặc dù quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật này trong một số trường hợp, nhưng trên thực tế, Kiev hiện đang không có đủ khả năng trên không. Trước đó, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk Igor Kimakovsky cho biết, quân đội Ukraine đã bỏ lại một số vị trí gần Adipka. Ông Kimakovsky nói, chiến dịch tấn công pháo binh tầm ngắn và tầm xa tiếp diễn đã thu về một số kết quả gần Novokalinovo. Mật độ hỏa lực và các hoạt động của các nhóm tấn công của chúng tôi đã khiến cho quân đội Ukraine không còn bất kỳ cơ hội nào họ đã phải từ bỏ các vị trí. Cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk cũng cho biết các lực lượng của Nga đã phá hủy một phương tiện chiến đấu bộ binh ở Chashovya. Có thể thấy khi Nga đang ở thế chủ động tấn công và đảm bảo khả năng chiến đấu lâu dài, thì Ukraine ở thế phòng thủ và chật vật với nguồn lực hạn chế do sự trì hoãn hỗ trợ từ phương Tây. Cách đây không lâu, tình hình ở Ukraine có thể được miêu tả là bế tắc. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình cho bên phòng thủ đang trở nên ngày càng tệ hơn với việc các vị trí của Ukraine bị đe dọa nghiêm trọng dọc các khu vực dài trên tiền tuyến. Quân đội Nga đang tiến công ổn định và có khả năng đạt được đột phá. Trong khi không phải là những động thái có thể thay đổi cuộc chơi, thì những bước tiến này cho thấy Nga có thể tiến về phía trước và có kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc giao tranh trên bộ. Được hỗ trợ bởi các chiến đấu cơ và bom dẫn đường, quân đội Nga có thể gia tăng sức ép lên các lực lượng của Ukraine hiện đang bị kéo căng do kiệt sức và thiếu trang thiết bị việc Moscow giành được một số vùng lãnh thổ quan trọng cũng đi cùng những cái giá nhất định, trong đó có cuộc giao tranh giành Adipka với những tổn thất về lực lượng và trang thiết bị. Dù vậy, ngăn những bước tiến này biến thành các đột phá quan trọng sẽ khiến Ukraine phải trả giá đắt, bởi Moscow trong khi chịu một số tổn thất thì vẫn sở hữu lực lượng lớn để tiến hành thêm các cuộc tấn công. Tình hình tiền tuyến ngày càng trở nên thách thức. Sự xuất hiện của UAV đang làm gia tăng khả năng sát thương của pháo và khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Những khó khăn của Ukraine đã phản ánh các thách thức lớn hơn. Quốc gia này đang chật vật với việc huy động thêm quân cũng như không có đủ binh lính giàu kinh nghiệm. Về phần mình, Nga đang không ngừng thích nghi với cuộc xung đột ở Ukraine. Việc Moscow dịch chuyển nền kinh tế sang chế độ thời chiến đã phản ánh sự sẵn sàng cho một cuộc xung đột lâu dài. Nước này cũng vạch ra các biện pháp đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nguồn cung trang thiết bị của Nga được đảm bảo ổn định nhờ ngành công nghiệp vũ khí trong nước và các đối tác nước ngoài. Nga có những khả năng mà Ukraine không có và nước này đang tìm cách tận dụng chúng. Kết quả là Moscow đã có thể giành thế chủ động trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga thông tin vào hôm 14 tháng 4 rằng bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Iriste và kho đạn dược của Ukraine bị lực lượng vũ trang Nga phá hủy. Nhân sự và trang thiết bị của Ukraine cũng bị tấn công ở 129 địa điểm. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga bắn hạ thêm 41 máy bay không người lái, 3 bom dẫn đường Hammer và Zedam cùng một tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS MLRS do Mỹ sản xuất ở Ukraine. Các đơn vị của lực lượng Nga cũng tấn công mục tiêu Ukraine ở khu vực Kharkov và Sumy theo hướng Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ theo hướng Belgorod với sự hỗ trợ của hàng không và pháo binh, quân Nga tấn công nhân sự và trang thiết bị của Ukraine tại khu định cư Tenovaya, Gatizche ở vùng Kharkov và Radianskoy ở vùng Sumy. Hồi tháng 3, Nga phá hủy nhà máy nhiệt điện Chipinska, nhà cung cấp điện lớn nhất ở khu vực Kiev của Ukraine trong một cuộc không kích quy mô lớn. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 18 tên lửa và 39 máy bay không người lái UAV trong tổng cộng 82 tên lửa và UAV được Nga triển khai. Trong số này còn có 6 tên lửa siêu thanh Kinza nhưng không có hệ thống phòng không nào của Ukraine có thể bắn hạ được. Theo công ty năng lượng Centenego, nhà máy Chipinska gần như bị phá hủy hoàn toàn. Công ty mất 100% sản lượng điện tại ba nhà máy. Theo CNN, trong hơn 2 năm xung đột, Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm cố gắng phá vỡ mạng lưới điện của nước này, cũng như gây ra những khó khăn cho Ukraine vào những giai đoạn mùa đông lạnh giá. Nhà máy điện Chipinska là nhà cung cấp điện chính cho các khu Bekasi và Zitomi, đồng thời là cơ sở cuối cùng thuộc sở hữu của Centenego trong khi đó lực lượng tác chiến nga thông báo với hãng thông tấn tass rằng quân đội ukraine đã lần đầu tiên phóng bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất glsdb để tấn công thành phố tokmak ở tỉnh zaporizhia bom glsdb mà ukraine sử dụng là loại bom do nato phát triển nhiều nước nato có sử dụng loại bom này bộ phận tác chiến của quân đội nga cho biết các quả bom glsdb nói trên đã được ukraine phóng bằng hệ thống phóng phản lực cơ động cao himars GLSDB do NATO phát triển nhưng loại bom này không phục vụ trong quân đội Mỹ. Tuy nhiên đã từng có các manh mối cho rằng Ukraine sử dụng bom GLSDB từ tháng 2. Cụ thể, Defense Express khi đó đã công bố đoạn video do binh sĩ Nga đăng tải trên mạng dường như cho thấy Ukraine đã bắt đầu đưa bom GLSDB vào thực chiến. Cụ thể, đoạn video quay lại các mảnh vỡ của một loại vũ khí đặc trong thùng các tông, trong đó có một bộ phận hình vuông đặc biệt với các mã vạch được in phía trên. Theo Defense Express, trong thùng còn có một bộ phận được cho là phần đuôi của quả bom dẫn đường chính xác GBU-39B. Đây có thể là một phần của bom dẫn đường GLSDB, theo như giới quan sát nhận định. Theo báo cáo từ Trung tâm Báo chí của Lữ đoàn 67, lực lượng Ukraine đã đánh chặn thành công đoàn xe bọc thép của Nga đang tiến về thị trấn Chasovya. Trung tâm báo chí của Lữ đoàn 67 cho biết khoảng 20 phương tiện chiến đấu của Nga đã bị phá hủy trong chiến dịch. Các quan chức Ukraine từng nhấn mạnh thực tế khó khăn tại thị trấn này trong bối cảnh pháo binh và hàng không Nga thường xuyên bắn phá khu vực này. Trong hai tuần qua, Ukraine đã cố gắng chuyển lực lượng tiếp viện cho Chasovya. Bên cạnh đó, Kiev đã triển khai nhiều máy bay không người lái UAV tự sát để cản trở bước tiến của bộ binh Nga trong khu vực. Khi cuộc giao tranh ở Ukraine tại tâm trấn Chasovya vẫn tiếp diễn ác liệt, quân đội Nga đã hạ gục một số cứ điểm vòng ngoài của đối phương và tiến vào tiểu khu Kanan. Kênh Riba cho biết, tại Bắc Mút, các cuộc đụng độ đã xảy ra tại tiểu khu Kanan ở ngoại ô phía đông Chasovya. Quân đội Nga đã đánh sập thành trì của Ukraine ở khu vực Stupki, Golubovsky Cây Military Summary xác nhận, binh sĩ Nga chiếm được toàn bộ hàng cây và công sự ở phía đông thành phố. Tiên tuyến đang đi dọc theo tòa nhà đầu tiên của tiểu khu Kanan. Trước đó, đại úy Vladislav Slominski một chỉ huy lực lượng pháo binh của Ukraine nói rằng đạn pháo quyết định kết quả của trận chiến, bên nào có nhiều đạn pháo hơn sẽ giành chiến thắng. Hiện tại, Nga đang có nhiều đạn pháo hơn Ukraine, trong khi đó quân đội Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm đạn dược cho các loại vũ khí sau nhiều tháng, Quốc hội Mỹ vẫn trì hoãn về gói viện trợ mới. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiếp tục trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng. Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng khi đang ở thế phòng thủ. Ukraine đang xây dựng thêm các công sự phòng thủ như bom ke, chiến hào và bãi mìn. Giới quan sát đánh giá, Ukraine cần có thêm đạn pháo để giữ vững phòng tuyến cho đến khi các công sự phòng thủ được hoàn thành và trước khi Nga tiến hành một đợt tấn công mới dự kiến vào mùa hè này. Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã giành ưu thế về pháo binh, các nhà phân tích và quan chức Ukraine cho biết, Nga đang bắn số lượng đạn pháo nhiều hơn ít nhất 5 lần so với Ukraine. Johan Norbert, nhà phân tích quân sự tại cơ quan nghiên cứu quốc phòng Thụy Điển, cho biết không thể mong đợi các binh sĩ chiến đấu mà không có đạn dược, đó là điều cơ bản. Theo Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Michael Turner, các quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã nói rõ rằng Ukraine không thể cầm cự lâu hơn nữa trước tình cảnh thiếu hụt đạn dược và vũ khí như hiện nay. Hãng tin Netta Vicen của Na Uy đưa tin, Na Uy đã được Mỹ bật đèn xanh để chuyển 22 máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine, cũng như động cơ, vật liệu phụ trợ, thiết bị mô phỏng, phụ tùng thay thế và các thiết bị liên quan khác. Ấn phẩm cũng lưu ý, không phải tất cả 22 máy bay chiến đấu đều hoạt động bình thường, một số máy bay trong số đó có thể được sử dụng làm phụ tùng thay thế. Netta Vicen cho biết, 12 chiếc F-16 của Na Uy có thể đủ điều kiện bay, nước này đã lên kế hoạch bán chúng cho công ty Draken International của Mỹ theo hợp đồng được ký vào tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, thỏa thuận mua bán đã không được tiến hành và những chiếc máy bay này sẽ được triển khai bảo vệ không phận Ukraine. Oslo không tiết lộ khung thời gian Kiev sẽ nhận được F-16, nhưng cho biết việc chuyển giao sẽ không được tiến hành trước hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Washington vào tháng 7 năm nay trước khả năng các quốc gia phương Tây viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine hồi đầu tháng 3 khi được hỏi về những chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa hẹn gửi tới cho Ukraine, Tổng thống Putin cho biết những chiến đấu cơ này sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường. Hãng tin TASS dẫn lời ông Putin nói với các phi công tại một cuộc gặp ở phía tây bắc Moscow rằng nếu họ cung cấp F-16, dường như họ cũng đang suy tính về việc đào tạo phi công thì điều này sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường và chúng ta sẽ phá hủy máy bay đó giống như chúng ta phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác bao gồm bệ phóng tên lửa phóng loạt. Đồng thời, tổng thống Nga cũng cho rằng F16 có thể sẽ mang theo vũ khí hạt nhân và nếu những chiến đấu cơ này được sử dụng ở sân bay tại các nước thứ ba thì chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga ở bất cứ đâu chúng có thể hiện diện. Tuyên bố này của Putin chỉ vài giờ sau những phát biểu trước đó của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba về việc F-16 sẽ đến Ukraine trong những tháng tới. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt and Whitney F-100 PVK-200 lực đẩy tối đa 106 KN có đốt sau Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 tương đương 2.400 km h tầm bay khoảng 4.200 km. Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Trung tâm tình báo Osin vừa qua đã đăng tải một đoạn video kèm nội dung Su-27 Flanker của không quân Ukraine phóng quả bom dẫn đường tầm xa AASM-250 Hammer do Pháp cung cấp. Cơ quan này không tiết lộ khu vực mà quả bom được phóng đi, nhưng khẳng định đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được Ukraine sử dụng trên máy bay Su-27. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Le Cognou, Ukraine đang nhận được 50 quả bom A-2SM mỗi tháng. Bom A-2SM, hay còn gọi AASM Hammer, tương thích với máy bay liên xô cũ và được xem là yếu tố thay đổi thế trận trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. A-2SM là sự kết hợp giữa bom và tên lửa, nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công. AASM có trọng lượng từ 125 kg đến 1.000 kg. Tầm xa được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bom có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Hồi tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này cung cấp cho Ukraine hàng trăm quả bom dẫn đường để nước này có thể đối phó trước các cuộc tấn công của Nga. Cũng trong đầu tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã bắn hạ được quả bom có dẫn đường AASM Hammer do Pháp sản xuất. Hammer được xem là một trong những biện pháp đối phó của Ukraine trước việc Nga ngày càng sử dụng nhiều máy bay chiến đấu gần tiền tuyến để thả bom dẫn đường cực mạnh vào các vị trí của Ukraine và dọn đường cho bộ binh tiến lên. Nga giờ đây chiếm ưu thế vượt trội hơn trên bầu trời nhớ bom lượn thông minh vì chúng có thể mang lượng thuốc nổ lớn, khả năng phá hủy trên diện rộng và khá chính xác. binh sĩ Ukraine nhiều lần thừa nhận đây là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Moscow. Bom thông minh của Nga cũng có cơ chế tương tự như Hammer và Jdam. Về bản chất, quả bom dẫn đường sẽ là bom thường được gắn thêm thiết bị đặc biệt. Tuy nhiên, kho bom của Nga được xem nhiều vượt trội Ukraine và Moscow cũng có nhiều tiêm kích hơn để ném chúng. Vì vậy, Nga có ưu thế lớn hơn đối phương trong cuộc đua liên quan tới dòng vũ khí này. Nga hiện tại đang giành được nhiều lợi thế trên chiến trường và từng bước đạt được thành quả. Các lực lượng của Nga đã đẩy lùi đối phương khỏi nhiều khu vực và đang tiếp tục giành thêm lãnh thổ. Bên cạnh đó, nền kinh tế Nga đã chuyển sang chế độ tăng cường để phục vụ kế hoạch quân sự tại Ukraine. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng được cho là tiếp nhận một số nguồn lực quân sự từ nước ngoài, phá vỡ các đòn trừng phạt nặng nề từ phương Tây. Với thực tế này, rõ ràng Nga đang ở vị thế mạnh hơn giữa bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba. Financial Times của Anh cũng dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết, các lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè, nhằm giành thêm các vùng lãnh thổ ở các tỉnh Donetsk, Kherson, Lugan và Zaporizhia mà Ukraine đang kiểm soát một phần. Financial Times đưa tin, các quan chức Ukraine cũng nói rằng Nga có thể lên kế hoạch tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine gần biên giới Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Rosicky thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây khi Nga tăng cường các nỗ lực tấn công. Nga gần đây tập kích Kharkov mỗi ngày. Phòng không Ukraine tại Kharkov không đủ khả năng để ngăn chiến thuật tấn công phối hợp giữa máy bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào đây. Các chuyên gia Anh cảnh báo Ukraine vẫn có thể tồn tại nếu Kharkov thất thủ, song đây sẽ là đòn thảm khốc giáng vào tinh thần và nền kinh tế nước này. Trước đó, Ukraine đã dồn nguồn lực lớn để cố thủ tại Bakhmut và Adipka, hai thành phố mà họ sau đó để rơi vào tay Nga. Việc thất thủ tại hai thành phố này khiến Ukraine mất lượng đáng kể binh sĩ có khả năng tác chiến tốt nhất. Ukraine tuyên bố kế hoạch phòng thủ tại Bakhmut và Adipka gây thương vong cao cho lực lượng Nga. Tuy nhiên, Nga có nhiều quân hơn để tiếp tục kế hoạch, còn Ukraine thì không. Theo các chuyên gia Anh, chiến thuật, khả năng lãnh đạo và trang bị của quân đội Nga có thể kém hơn Ukraine, song họ có ưu thế về quân số và đặc biệt là pháo binh. Ưu thế này lớn đến mức nếu Nga không có mục tiêu nào khác, lựa chọn mặc định của họ là tiếp tục đẩy lùi Ukraine về phía Tây và kiểm soát từng khu vực một. Tuy nhiên, mục tiêu chiến lược của Nga trong năm nay có thể không phải là kiểm soát thêm lãnh thổ, mà đơn giản là bẻ gãy tinh thần chiến đấu của Ukraine và thuyết phục phương Tây rằng nước này chắc chắn sẽ thua trận. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Papliuk vừa qua trên Facebook đã kêu gọi người dân nước này tham gia quân đội và thừa nhận lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu binh lực. Cụ thể, Tướng Pavlyuk viết, dù cho chúng ta nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, dù chúng ta nhận được bao nhiêu vũ khí, chúng ta vẫn đang thiếu nhân lực. Trong thông điệp của mình, tướng Pavlyuk kêu gọi người Ukraine gác cảm xúc sang một bên để tòng quân. Ông hối thúc người dân cần phải hiểu rằng không ai có thể ngồi ngoài và lẩn tránh lệnh động viên quân sự. Bên cạnh đó, ông Pavlyuk thừa nhận hệ thống tuyển binh của Ukraine không hoàn hảo và giới chức Ukraine đang tìm cách cải thiện. Ông cũng lưu ý thái độ tiêu cực của người Ukraine đối với nhân viên của cơ quan tuyển quân. Kiev hiện cũng đã lên kế hoạch đẩy mạnh nỗ lực huy động nhập ngũ trong năm, nâng cấp khung pháp lý và làm rõ quy trình tuyển mộ. Vị tư lệnh khẳng định sẽ không có chuyện đưa tân binh ra tiền tuyến mà chưa được huấn luyện cơ bản. Trước đó, giới chức Ukraine đã đề xuất ý tưởng cho phép phụ nữ nhập ngũ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trên chiến trường. Cố vấn quân sự Kiev về các vấn đề giới tính, Oksana Grigorieva lập luận rằng chính phủ Ukraine nên từ bỏ lối tư duy truyền thống và thể hiện sự bình đẳng thực sự trong lực lượng vũ trang. Cố vấn Grigory Eva nói với tờ The Times của Anh rằng, hiến pháp của chúng tôi quy định rằng, nghĩa vụ của mọi công dân Ukraine là bảo vệ quê hương của họ. Vì vậy, việc phụ nữ phục vụ cho quân đội cũng là điều đúng đắn. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hơn 45.000 phụ nữ hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Năm 2023, tất cả phụ nữ Ukraine có bằng y hoặc dược đều phải đăng ký phục vụ trong quân đội. Tháng 1 năm 2024, Bộ Quốc phòng Ukraine đã mua 50.000 bộ đồng phục nữ, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra vào năm 2022. Trong khi đó, Andriy Yusov, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine GUR, nói với Kiev Post rằng Nga có thể đang tích cực tuyển dụng các nữ tù nhân vi phạm tội hình sự ra chiến trường để đối phó Ukraine. Tháng 11 năm ngoái, Điện Kremlin nói rằng các tù nhân này sẵn sàng chuộc tội lỗi vì họ chấp nhận ra trận dưới những cơn mưa đạn pháo Tuy nhiên Nga chưa bao giờ đề cập đến việc tuyển nữ tù nhân trước đó. Đây không phải là lần đầu Ukraine cáo buộc Nga đưa nữ tù nhân ra chiến trường. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề cập tới sự tồn tại của một đoàn tàu chở nữ tù nhân cho lực lượng Nga ở khu vực Donetsk nhằm bù đắp cho thiệt hại trên tiền tuyến. Thông tin của ông Joseph cũng được đưa ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu nhân lực trên chiến trường nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại